các bạn có thể thay đổi như thế này này, đấy, thành như thế này. Hoặc các bạn có thể thay đổi thành như thế này. Đó. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thông thường ấy thì cứ vào những cái dịp thời điểm cuối năm, các bạn thường hay dùng lịch âm hoặc là các bạn quan tâm đến cái lịch âm hơn. Vì sao nhỉ? Đó là vì thời điểm cuối năm các bạn thường hay mong chờ đến dịp Tết đúng không các bạn? Hoặc đơn giản ngày bình thường các bạn cũng nhiều bạn cũng hay thường dùng cái lịch âm ở trên điện thoại, rất là tiện. Và hôm nay cũng nhân buổi dần gần cuối năm thì mình giới thiệu cho các bạn những bạn nào đang dùng điện thoại iPhone đó, các bạn có thể cài được cái lịch âm ở trên màn hình chính và màn hình khóa. Với những cái bạn lên iOS 18, đang dùng iOS 18 chấm trở lên, các bạn cũng có thể sử dụng cài cái lịch âm này theo cái cách ở trên hệ điều hành iOS 18 chấm. Và những cái bạn đang ở dưới hệ điều hành 18 chấm thì các bạn cũng có thể làm theo và các cách mà mình hướng dẫn sau đây nhé. Thì đầu tiên là các bạn hãy lên ứng dụng, cửa hàng ứng dụng là App Store nhé, kho ứng dụng App Store. Các bạn hãy tải cho mình cái app là lịch vạn niên 2025 nhé. Đây, đấy, các bạn sẽ gõ cái từ là lịch vạn niên 2025 là như này. Đây thì app lịch Việt này mới nhất 2025 nhé. Các bạn tải về cho mình cái app này đó, ở trên điện thoại iPhone nhé. Thì tải về nó sẽ xuất hiện ở ngoài màn hình chính như thế này nhé. Đó. Thì đối với bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào mà đang dùng hệ điều hành iOS là 18 chấm trở lên thì các bạn hãy thực hiện cho mình cách để các bạn thêm cái lịch vào màn hình chính trước nhé. Đấy. Đầu tiên thì nếu mà các bạn nào đang ở iOS 18 rồi thì các bạn chỉ việc đây này, các bạn sẽ nhìn vào cái phần là cái app lịch âm ấy, tại các bạn vừa tải về nhé. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn giữ vào này. Đấy. Nó sẽ có các cái biểu tượng này, này sửa màn hình chính, này, chia sẻ ứng dụng này. Đây này, nó sẽ có cái biểu tượng, cái dòng đầu tiên này. Biểu tượng đầu tiên các bạn đang ở mặc định là cái phần biểu tượng của app nhé. Tiếp theo các bạn chọn vào này. Đấy. Nó sẽ ngay lập tức thay đổi về cái lịch luôn. Thứ 6 này. Đấy. Ngày 10 tháng 1 này. Âm lịch là ngày 11 tháng 12 này. Các bạn không cần phải mở app, không cần phải vào trực tiếp app nhé. Tiếp theo là các bạn muốn thay đổi kiểu khác ấy, thì các bạn nhấn sang phần bên cạnh này. Nó sẽ có 3 cái kiểu cho các bạn lựa chọn nhé. Tiếp theo này. Đấy, đây này. Đó. Sẽ ra cái bảng lịch giống như kiểu ở cái quyển lịch ấy. Đấy. Các bạn muốn trở về này, các bạn lại chọn cái biểu tượng đầu tiên này. Đó. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Đấy là cái phần đầu tiên nhé. Đấy, cái thêm vào màn hình chính đối với những bạn nào mà trên iOS 18 chấm trở lên. Còn đối với những cái bạn mà đang dùng iOS phiên bản dưới 18 nhé, iOS dưới 18 ấy, thì các bạn thử dùng cách không dùng được cách đó nhé, mà các bạn dùng cái cách này cho mình. Các bạn sẽ nhấn vào màn hình này. Đấy, các bạn nhấn vào màn hình này. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ thấy rằng ở trên góc này này, nó sẽ có cái phần là thêm nhé. Đấy, ví dụ mình chọn đây này, thêm tiện ích này. Đấy, thêm này. Sau đó thì các bạn cũng chọn xuống cái phần là lịch vạn niên nhé, cái app lịch vạn niên. Các bạn thêm vào này. Thì nó cũng giống như cái biểu tượng mà khi mà các bạn thực hiện ở ngoài màn hình ở trên iOS 18. Đấy, các bạn cũng có rất nhiều những biểu tượng này. Ví dụ như các bạn muốn thêm cái biểu tượng đầu tiên này, các bạn chọn thêm tiện ích này. Đấy. Các bạn chọn vào thì cái phần tiện ích đó cũng hiển thị ở ngoài màn hình chính, giống như các bạn thay đổi ở trên những phiên bản cao hơn. Những bạn nào mà dưới iOS 18 các bạn có thể thực hiện theo cái cách này, cũng rất là hay. Còn thêm cái phần âm lịch ở ngoài màn hình khóa, đây đầu tiên là mình, các bạn sẽ thấy rằng ở phía dưới này mình sẽ có cái phần ở trên là lịch âm nhé, thứ 6 ngày 10 tháng 1 này, lịch âm ở phía dưới này là thứ 6 này, mùng 10 tháng 1 dương này, và âm lịch là 11 tháng 12 này. Nó sẽ hơi khó nhìn một chút này, bởi vì mình đang để chữ màu đỏ, các bạn nhìn ở dưới này chỗ tay mình chỉ ấy. Đấy, bây giờ các bạn có thể thêm theo cái cách như sau nhé. Đấy, đầu tiên thì các bạn mở màn hình này, các bạn vào cho mình mục cài đặt này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần hình nền nhé. Đấy, hình nền này. Và tại đây các bạn đợi nó hiển thị cái phần hình nền hiện tại nhé. Các bạn chọn cho mình là tùy chỉnh ở đây này. Đấy, tùy chỉnh. Và các bạn sẽ nhìn trên cái dòng đầu tiên, đó là cái dòng lịch dương ấy, thứ 6 ngày 10 tháng 1 nhé, các bạn chọn vào. Đấy, các bạn cũng có thể tùy chọn tiện ích nhé, các bạn kéo xuống chọn đến phần lịch vạn niên. Đấy, lịch vạn niên này, các bạn click vào. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng cái phần âm lịch đã xuất hiện ở trên đầu nhé, đây này. Thứ 6 ngày
ngày 10 tháng 1 dương này, và âm là 11 tháng 12. Đấy. Đấy các bạn có thể chọn này. Đấy, và các bạn chọn xong nhé. Đấy. Và các bạn quay trở lại. Các bạn chọn này. Đấy, âm lịch cũng đã xuất hiện ở ngoài màn hình khóa như mình vừa giới thiệu nhé. Còn nếu bạn nào muốn thêm cái phần âm lịch phía dưới này như mình thì các bạn cũng thực hiện như sau. Đây, tại màn hình khóa như thế này nhé, các bạn lấy tay các bạn nhấn giữ vào. Đó, nó sẽ đưa cho các bạn đến cái phần là tùy chỉnh. Các bạn chọn cho mình là tùy chỉnh này. Đấy, các bạn nhấp vào màn hình khóa. Tại đây thì các bạn cũng có thể nhấp tay vào nhé. Các bạn thêm cái tiện ích này. Đấy, các bạn cũng chọn xuống cái phần lịch vạn niên ở đây. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó cũng có cho các bạn những cái phần lịch âm nhé. Đây, các bạn có hai lựa chọn này, hình tròn này và hình vuông như thế này nhé. Các bạn chọn vuông như thế này cũng được. Đây này, các bạn thấy chưa, cái phần là đây, thứ 6 này. Đấy, cũng âm lịch 11 tháng 12 cũng đã xuất hiện ở dưới này nhé. Đấy, các bạn chọn xong này. Ok, các bạn chọn một lần nữa này. Đó, đây, các bạn nhìn thấy phần âm lịch chưa? Chữ nó màu đỏ nên các bạn có thể hơi khó nhìn nhé. Đây, các bạn nhìn này, nhìn chưa? Đấy, có hai cách như thế nhé. Và màn hình chính các bạn cũng có hai cách như thế. Các bạn có thể tham khảo một trong những cách này và để thêm lịch âm ở trên màn hình chính và mình khóa cho iPhone. Chúc các bạn có những cái trải nghiệm thật thú vị. Thì đó là toàn bộ các bước và các cách để các bạn có thể thêm cái lịch âm, cài lịch âm ở trên điện thoại iPhone khi các bạn dùng ở trên điện thoại nhé. Và hy vọng với những cái cách vừa rồi thì sẽ giúp ích cho các bạn và có những cái trải nghiệm thật tốt, thật thú vị khi các bạn dùng ở trên điện thoại iPhone. Đồng thời nếu các bạn thấy video hay thì ủng hộ mình một nút like video. Và nếu bạn nào lần đầu tiên ghé kênh của mình, ủng hộ thêm mình một nút đăng ký kênh và nhấn hình chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.